Quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Đống Đa, tổ công tác Y13.141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một nam thanh niên đang trên đường vận chuyển 7 bình khí cười cho khách. Theo đó, khoảng 22 giờ 35 phút tối ngày 15 tháng 9, tổ công tác Y13.141 Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn quận Đống Đa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ 7 bình kim loại màu xanh trong sọt hàng phía sau. Đấu tranh, đối tượng khai nhận 7 bình trên là khí N2O đang trên đường đi giao cho khách. Danh tính đối tượng được xác định là một nam thanh niên, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định. Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng và tăng vật về công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa để tiếp tục xác minh, làm rõ. Thông tin từ phòng cảnh sát giao thông cho biết, trong tối ngày 15 tháng 9, các tổ công tác mũ 1 qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tăng vật thu giữ gồm 8 bình kim loại nghi chứa khí N2O một xe mô tô nghi xe tàng vật, xử lý 9 vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có hai trường hợp về đồng độ cồn. Các tổ tuần tra cũng phát hiện bàn giao 28 phương tiện, 29 đối tượng có hành vi nẹt điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, xe không biển kiểm soát, bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.